Thưa quý vị và các bạn, tính tới thời điểm hiện tại, xã Tiền Phong, huyện Ân Thi có khoảng 30 hộ trồng nhãn với diện tích hơn 15 ha. Trong đó sản lượng dự kiến trong vụ nhãn năm nay của hợp tác xã Bảo Tiến vào khoảng 800 tấn. Hiện nay các nhà vườn đã và đang tìm các kênh tiêu thụ. Những loại nhãn ưa chuộng như nhãn siêu ngọt, nhãn T6 với giá bán trung bình khoảng 20.000 đồng kg. Các hợp tác xã và nhà vườn đã tích cực tìm đầu ra cho sản phẩm nhãn quả tươi tại các siêu thị và các chuỗi cửa hàng lớn. Bên cạnh đó, chế biến nhãn cũng là một hướng đi riêng. Hộ gia đình anh Nguyễn Văn Thăng đã mua máy sấy làm long nhãn. Cứ một tạ nhãn quả tươi sau khi sấy khô được hơn 10 kg long nhãn, trung bình giá bán buôn từ 200.000 đồng kg. Hợp tác xã Bảo Tiến tích cực tiêu thụ tại thị trường mới Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh thông qua các bạn hàng truyền thống và kết nối với khách hàng qua các siêu thị, cửa hàng hoa quả sạch, đưa quả nhãn lên sàn thương mại điện tử. Với kênh tiêu thụ mới này, giá bán nhãn tăng trung bình từ 20 đến 30% so với tiêu thụ tại chợ truyền thống. Tuy nhiên, việc tiêu thụ nhãn, bà con còn gặp nhiều những thách thức. Hợp xã chúng tôi trong thời gian vừa qua là số lượng nhãn rất là nhiều. Chúng tôi tìm mọi cách để làm sao mà bán cho xã viên được. Bằng hình thức thứ nhất là giao dịch trên sàn điện tử, rồi bán buôn, bán lẻ cho tất cả các thương lái và kết hợp với tất cả hợp tác xã khác để làm sao giải phóng được hàng cho bà con. Nhưng do tình hình số lượng nhãn quá nhiều, hiện nay chúng tôi cũng rất nhiều khó khăn.